xa 4 năm nhé, xa hai cái sau lăng phong 1-2 đi. Ờ thế xa 3 4 5 nhé, lăng phong 1-2 đi. Vô luôn này mọi người ơi. Gà thép lên đi, gà thép lên đi. Thật cù dao này. Chuẩn bị 2 1 nhảy vào. Mút được tông hồi sinh nhá, hai người được tông hồi sinh trước. Số 3 hạ xuống. Hãy giả dậy ngọc dậy trước. Nhớ tránh người điểm danh ra nhá, không là nổ chết đấy. Rồi ngon, à dẹ dậy đi. Số 3 cho lên lại. Thành nhảy nhiều đủ đam thì sẽ vớt là chỉ có một lần nhảy duy nhất. Và mana bốt này có bút ca bị điểm danh đứng im cũng được nhá, cho bốt nếu tay ngắn bị điểm danh ấy, cho bốt đỡ di chuyển linh tinh, đỡ mất đam, không có khiên thoải mái. Số 3 số 4 hạ xuống. Thoải mana bốt. Rất tù Quỳnh Giao đam ảo thế nhờ. Đừng im luôn đi, không phải di chuyển đâu. Ủa không phải hôm nay bạn bảo là năm tay à, bây giờ muốn xin thì xin cái tay của bạn. Số 20, 19 nó không phải nhảy. Rồi ok rồi. Chuẩn bị phá mana của boss tiếp này. Chưa đánh hô cái.
tổng trận.